Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng nay chúng con được thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài còn đến đời đời. Con cầu nguyện để Chúa ban phước cho chúng con trong sáng nay trong lời của Chúa, để lời Chúa dạy dỗ chúng con sống đời sống tinh kính yêu mến Chúa. Chúa ban phước cho chúng con trong giờ này, đặc biệt cho những người chưa biết về Ngài. Xin Chúa ban phước cho họ để họ biết về Chúa. Con cầu nguyện cho dân sự của Chúa để biết cách làm sao để mỗi ngày bước đi ở trên con đường mình và được Chúa Ngài dùng một cách đặc biệt cho vương quốc của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Thần Linh Chúa Ngài làm tươi mới, đổ đầy Thần Linh Ngài cho chúng con, để chúng con nhận lãnh những phước hạnh Ngài ban cho chúng con. Chúng con nhận lãnh cúi đầu và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính trong Hội Thánh An Tọa. Sáng nay thì có một anh bạn lần đầu tiên đến Hội Thánh của Chúa. Xin em giới thiệu, em đứng lên và giới thiệu. Anh đứng lên và hỏi, xin phép hỏi tên gì ạ? Chúng ta cho tràng vỗ tay cảm ơn Chúa, phước cho anh Trung. Dạ, xin mời anh Trung ngồi. Anh Trung là lần đầu tiên đến Hội Thánh của Chúa. Hy vọng rằng anh buổi sáng nay anh cũng sẽ mở lòng tiếp nhận Chúa. Tôi xin giới thiệu chút xíu về tôi. Tôi là Mục Sư Lê Minh Hùng, quản nhiệm Hội Thánh tại đây. Trước đây tôi cũng là người đi bán vé số giống như anh. Tôi bán từ năm tôi 8 tuổi cho đến năm tôi 16 tuổi. Nhiều năm như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mà tôi mời Chúa vào cuộc đời mình, Chúa đã biến đổi cuộc đời tôi. Ngày hôm nay rất là đẹp trai, amen không à? Hy vọng là sáng hôm nay anh cũng sẽ mời Chúa vào cuộc đời của mình. Vì khi anh tiếp nhận Chúa không có gì là lỗ cả. Nhưng mà khi tiếp nhận Chúa anh rất là lời ha. Cho nên là hy vọng rằng sáng hôm nay lời Chúa đến với chúng ta. 2 ngày qua dân sự của Chúa được ở trong lời của Chúa. Và tôi muốn ngay giờ này Hội Thánh chúng ta tập trung. Chúng ta sẽ tập một cái thói quen. Đó là bây giờ chúng ta sẽ, một là tắt điện thoại, hai là chúng ta đặt ở chế độ rung. Chúng ta sẽ tập trung để nghe lời Chúa. Vì khi chúng ta chỉ cần một phút lơ là thôi, chúng ta mất một cái khoảnh khắc mà Chúa muốn phán với chúng ta một điều gì đó, và chúng ta bị đánh rơi cái thời khắc đó, nó rất là quý giá cho chúng ta, thì chúng ta mất đi cái cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta. Một ngày kia không, một buổi tối trong một cái đêm, khoảng 3 giờ sáng, tự nhiên Chúa đánh thức tôi dậy. Và Chúa cho tôi một cái cụm từ, đó là thần linh tốt lành. Trong buổi sáng đó tôi phải ngồi dậy và tôi cầu nguyện với Chúa, và tôi tìm hiểu và tôi cầu nguyện. Thì Chúa lại cho tôi một cái bài giảng về cái thần linh tốt lành. Trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, không có ai muốn đứng tại chỗ hết, nhưng mà muốn Ngài mỗi ngày được thăng tiến lên. Không phải là ở một cái gọi là một địa vị có quyền cao chức trọng mới muốn mình mỗi ngày thăng tiến không thôi. Nhưng mà ở mỗi người chúng ta ngồi tại đây đều muốn mình đều mỗi ngày được thăng tiến hơn. Tại sao? Tại ví dụ mình làm một người lao công, mình cũng muốn một ngày đó mình sẽ bước chân vào lớn hơn ở trong sự quản lý. Rồi có những người làm một công ty này thì hy vọng rằng một ngày đó được cất nhắc lên, làm một vị trí cao hơn ở trong cái công ty của mình. Và ở trong công việc Chúa cũng vậy, mình không phải là mình ngồi một chỗ hoài, nhưng mà mình cũng muốn là những ngày mình tin Chúa xong, mình được học hỏi lời Chúa, rồi một ngày nào đó mình cũng góp phần để dự phần ở trong công tác của Hội Thánh của Chúa. Đối với chúng ta là Cơ Đốc nhân thì buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ được học về một lý do và một nguyên tắc cơ bản để cho chúng ta biết làm sao để Đức Chúa Trời chọn chúng ta và lựa chúng ta ở trong những con người, và Chúa đặt chúng ta cao hơn ở những vị trí mà Chúa Ngài muốn ban cho chúng ta. Khi mà tôi học về và tôi tìm hiểu về cái cụm từ thần linh tốt lành, tôi học về cuộc đời của Daniel, tôi thấy rất là đặc biệt ở con người này. Vì sao? Vì ông có một cái điều đặc biệt mà Đức Chúa Trời Ngài cất nhắc lên. Bây giờ trước khi có lời của Chúa thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Daniel đoạn 6 từ câu 1 tới câu số 5. Sách Daniel đoạn 6 từ câu 1 tới câu số 5 được ghi như vậy. Vua Darius quyết định bổ nhiệm 120 thống đốc để cai trị khắp vương quốc. Và trên họ có 3 vị tể tướng. Một trong 3 vị đó là Daniel. Các thống đốc phải khai trình với 3 vị tể tướng này để nhà vua không bị thiệt hại. Daniel vượt hẳn 2 vị tể tướng kia và các thống đốc, vì ông có thần linh siêu phàm. Vua có ý định lập ông cai trị toàn vương quốc. Vì thế các tể tướng và thống đốc tìm cách bắt bẻ Daniel về việc nước, nhưng họ không tìm được ở ông một lỗi lầm hay một lý do nào để phiển trách, vì ông là người trung tín, không hề sơ suất hay mắc sai lầm. Và những người đó nói, chúng ta không thể tìm được một cái lý do nào để tố cáo tên Daniel ngoại trừ lý do liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời chúng. Đây là những câu Kinh Thánh mà chúng ta thấy rằng vào bối cảnh câu chuyện và vào hoàn cảnh thời bấy giờ thì chúng ta thấy rõ đó là Daniel cùng với một số người Israel họ bị bắt làm phu tù. Và khi mà họ bị bắt làm phu tù qua một cái đế quốc khác thì cái ông vua mà cai trị thời bấy giờ tên là Darius đó quyết định bổ nhiệm 120 thống đốc để cai trị toàn cõi vương quốc, trong đó có các nước mà ông đã chiếm lấy làm thuộc địa của mình. Và để cai quản 120 thống đốc đó thì ông quyết định chọn 3 vị tể tướng để cai trị, để cùng với ông, để điều hành, để sắp xếp. Nhưng mà có một điều đặc biệt đó là gì? Trong 3 vị tể tướng này thì có một người mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng Daniel là một người vượt hẳn 2 vị tể tướng kia và các thống đốc, vì ông có thần linh siêu phàm, vừa có ý định lập ông cai trị toàn vương quốc. Điểm mà chúng ta được học trong sáng hôm nay đó là gì? Daniel hơn 2 vị tể tướng cơ kia, một lý do đơn giản đó là gì? Ông có thần linh siêu phàm. Mình quay qua người bên phải, quay qua người bên trái, mình nói rằng Daniel có thần linh siêu phàm. Một số bản Kinh Thánh của năm 1925 á, thì ghi lại cho chúng ta biết rằng Daniel có thần linh tốt lành. Và tôi muốn dùng cái cụm từ thần linh tốt lành này để khai triển những cái ý mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem chút xíu, đó là trên Daniel chỉ có vua, và dưới Daniel có 2 vị tể tướng, và cộng với 120 thống đốc kia, và cả cõi mà vua đang chiếm hữu, vua đang cai trị. Vậy ông chỉ dưới một vị vua thôi, và ông chỉ dưới một vua và ông trên hàng triệu người, Lý do tại sao ông được hơn những người khác, nó còn một nguyên tắc đơn giản nhất đó là gì? Ông có thần linh siêu phàm. Wow, ông có một thần linh siêu phàm. Và Kinh Thánh ghi lại thế nào à? Khi mà ông vượt trội hơn những vị khác á, thì vua có ý định lập ông cai trị toàn cõi vương quốc. Khi mà ông có thần linh của Chúa, ông có thần linh siêu phàm, thì Chúa lập ông để cai trị toàn cõi vương quốc. Cái việc này để cho chúng ta biết rằng ông muốn đứng lên một vị trí cao hơn, không phải bằng sức lực của ông, không phải bằng sự khôn ngoan của ông, không phải bằng học thức địa vị của ông, nhưng mà ông có gì? Một điểm đặc biệt mà chúng ta học trong sáng nay, đó là thần linh siêu phàm, hay được gọi là thần linh tốt lành. Hallelujah. Và tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa buổi sáng nay, nếu chúng ta muốn được Đức Chúa Trời Ngài chúc phước và chọn chúng ta ở những vị trí cao hơn, thì điều quan trọng nhất là chúng ta cần có thần linh siêu phàm ở cùng với chúng ta. Hallelujah. Ở đây không nói chúng ta phải có trình độ tri thức, ở đây không nói chúng ta phải có sự giàu có, ở đây không nói chúng ta phải có sự hiểu biết rộng rãi hơn, ở đây không nói cho chúng ta biết rằng để có những vị trí cao trọng đó thì chúng ta phải có nhiều mối quan hệ, không. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng Daniel vượt hẳn 2 vị tể tướng kia vì ông có thần linh siêu phàm. Và chính vì lý do ông có thần linh siêu phàm đó cho nên vua Darius đã bổ nhiệm ông và muốn ông cùng với vua để cai trị toàn cõi vương quốc. Thật là tuyệt vời. Đây chính là những lẽ thật mấu chốt cuộc đời của chúng ta. Và xuyên suốt phần tư ước cũng vậy. Khi mà các môn đồ của Chúa, những người bước đi với Chúa, họ đã rất là nhiều lần thất bại, nhưng khi họ chờ đợi thần của Chúa đến giúp đỡ cho họ, thì chúng ta thấy rằng những cuộc đời của những người đó bắt đầu có sự thành công, bắt đầu có sự thay đổi, bắt đầu có sự biến đổi. Vậy nguyên nhân cốt lõi của chúng ta sáng nay để chúng ta đưa bước vào loạt bài này đó là gì? Chúng ta cầu nguyện Chúa để Chúa Ngài cho chúng ta có thần linh của Chúa, để được cuộc đời chúng ta có những thăng tiến hơn, có những tiến bước nó nhảy vọt hơn. Nhưng mà cốt lõi của mọi vấn đề trong sáng nay đó là gì? Đó là xin Chúa Ngài cho con có thần linh tốt lành của Chúa, có thần linh siêu phàm của Chúa ở cùng với con. Quý vị ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng bước trong sáng nay. Điều đầu tiên tôi muốn gửi hội thánh của Chúa đó là thần linh của Chúa có một điều đặc biệt, đó là ban cho chúng ta sự hiểu biết. Chúng ta sẽ cùng dở Kinh Thánh ở trong sách Gióp đoạn 32 câu số 8 ghi thế này. Sách Gióp đoạn 32 câu số 8 ghi thế này: nhưng chính thần linh ở trong loài người là hơi thở của Đấng Toàn Năng mới ban cho họ sự hiểu biết. Tôi xin đọc lại. Nhưng chính thần linh ở trong loài người là hơi thở của Đấng Toàn Năng mới ban cho họ sự hiểu biết. Bây giờ mình có thể đi sâu vào câu Kinh Thánh này thì mình phát hiện ra một điều, đó là gì? Đó là thần linh ở trong loài người là hơi thở của Đấng Toàn Năng mới ban cho họ sự biết. Vậy cội nguồn của sự biết đó chính là thần linh ban cho. Amen không ạ? Vậy một con người muốn hiểu biết hơn, muốn vượt trội hơn, thì người đó phải làm gì? Đó là cần có thần linh của Chúa ở trong họ. Vì ở trong chúng ta có thần linh. Khi tôi dạy tính lý một vài người thì tôi có phân tích. Đó là gì? Đó là con người mình được Đức Chúa Trời tạo dựng. Và Đức Chúa Trời tạo dựng con người mình không phải giống như mọi loài vạn vật khác. Mọi loài vạn vật khác trên thế gian này được tạo dựng bởi gì? Bởi lời phán của Ngài. Nhưng riêng con người mình, Đức Chúa Trời Ngài dùng bụi đất để nắng lên chúng ta thành con người. Và qua đó Ngài hà hơi lên của Ngài vào con người. Và con người lúc bây giờ có một cái phần tâm linh để kết nối với Đức Chúa Trời. Sự khác biệt của con người với loài động vật khác đó là ở chỗ đó. Cây cỏ nó vẫn có sự sống, nó vẫn có thở ra khí carbonic và nó thải ra oxy và hít vào carbonic. Đó là nguyên tắc mà Đức Chúa Trời thiết lập. Nhưng mà khi chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời ban cho loài người mình một điều đặc biệt là khác loài động vật khác, đó là gì? Có phần tâm linh. Phần tâm linh đó là con người mình có thể kết nối với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Vậy lời của Chúa buổi sáng nay trong Gióp đoạn 32 câu 8 ghi thế này, đó là nhưng chính thần linh ở trong loài người là hơi thở của Đức Toàn Năng mới ban cho chúng ta sự hiểu biết. Khi mà một người có thần linh của Chúa, Ngài ban cho người đó có sự hiểu biết siêu phàm. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta một ngày kia, có một vị vua ông ngủ xong trong đêm đó ông mơ thấy một giấc mơ đặc biệt nào đó, xong sáng ra Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Tự nhiên cái ông quên giấc mơ đó đi. Và điều éo le là khi sáng hôm đó ông quên, ông bắt các gọi là tể tướng quần thần của mình và yêu cầu họ phải giải trình cái giấc mơ tối hôm qua ông nhận được, và yêu cầu họ phải trình bày lại giấc mơ mà ông đã thấy tối hôm qua, và nếu không trình bày được thì ông làm gì? Chém đầu hết. Tối hôm qua tôi ngủ, tôi mơ cái gì? Vợ tôi là người nằm kế bên tôi. Sáng nay tôi nói em ơi, em kể lại cho anh giấc mơ tối hôm qua anh ngủ. Tôi bảo đảm vị luôn, vợ tôi sẽ không bao giờ biết hôm qua tôi mơ cái gì. Mặc dù người ngủ cạnh bên tôi, ở cùng giường với tôi, có thể ngủ cùng giờ với tôi luôn và thức cùng giờ với tôi luôn, nhưng không biết tôi hôm qua tôi mơ cái gì. Mình không có mơ gặp túi tiền hay mơ cái gì hết trơn, không biết. Nhưng mà cái người kế bên không hề biết. Thế nhưng Kinh Thánh lại cho chúng ta có một người mà Đức Chúa Trời ban cho họ có ơn của Chúa, đó chính là Daniel. Khi ông nhận được cái việc thông điệp mà vua gửi lại cho họ, đó là bây giờ phải giải quyết cái vấn đề đó là giấc mơ ông thấy hôm qua, và bây giờ phải trả lời giải thích cho cái giấc mơ đó. Nếu không trả lời được, không trình bày được, đem ra chém đầu hết. Theo quý vị khó không? Cực kỳ khó luôn, khó còn hơn trúng số luôn. Khó còn hơn trúng số. Tại sao tôi nói điều đó? Tại vì cái điều đó không thể giải thích được. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng Daniel có một bí quyết, và ông biết rằng đứng ở trong ông, thần linh ở trong ông, thánh linh ở trong ông mới có thể ban cho ông sự hiểu biết và được nhìn thấy điều đó. Và ông đã nhờ cậy Chúa. Trong 3 ngày đó Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài, và ông đã kể vanh vách chi tiết mà vua đã nhìn thấy giấc mơ trong đêm mà vua đã thấy. Chính vì lẽ đó mà Chúa dùng vua Darius này muốn cất nhắc ông trở nên một vị tể tướng sau vua. Tôi nghĩ rằng nếu vào thời điểm đó không có máy móc để phân tích một cách khoa học, là người ta có những cái máy rồi là kiểm tra nói dối á, người ta kiểm tra người đó nói dối như nào, thì người ta có một cái máy người ta để lên mà người ta phân định phân tích trong cái lời nói để xem người ta có thể nói dối như thế nào, ở mức độ thế nào. Và người ta có những cái nghiên cứu khoa học theo bây giờ, nhưng vào thời xưa không hề có. Nhưng mà cho dù có chăng nữa, nhưng mà đối với loài người bó tay Giống như cách của người Việt Nam mình nói đó là bó tay. Nhưng mà Chúa không bao giờ bị bó tay. Và chính thần linh đó đã ban cho Daniel một sự nhận thấy rất là đặc biệt. Đó là gì? Đó là ông nhìn thấy được giấc mơ mà vua Darius đã thấy. Và ông đã giải thích. Có một câu hỏi đặt ra. Khi mà vua Darius ra chiếu chỉ đó là bây giờ ta đã nhận được giấc mơ và ta yêu cầu tất cả mọi người đều phải giải thích cho ta giấc mơ tối hôm qua ta thấy cái gì á. Thì tôi nghĩ rằng lúc bây giờ á, những người này cảm thấy nó rất là bất lực, cảm thấy nó rất là bất hợp lý khi một người đã thấy giấc mơ mà bây giờ yêu cầu phải giải thích lại giấc mơ đó. Và thậm chí bây giờ kể từng vân vách, từng cái mấu chốt trong cái giấc mơ đó thì rất là bất hợp lý. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì trong Daniel có một thần linh siêu phàm. Trong Daniel có một thần linh tốt lành. Và thần linh đó đã ban cho Daniel sự hiểu biết để chi? Để giải thích giấc mơ mà Chúa Ngài bày tỏ cho Daniel về giấc mơ của vua Đô lúc bấy giờ. Cảm ơn Chúa. Quý vị ơi, có bao giờ trong cuộc đời của chúng ta quỳ gối xuống trước mặt Chúa, chúng ta chuẩn bị làm một vấn đề gì, chúng ta chuẩn bị đầu tư một vấn đề gì, chúng ta làm ăn một vấn đề gì, và thậm chí chúng ta chuẩn bị ký kết một hợp đồng cho một đối tác nào đó, với một đối tác nào đó. Vậy chúng ta có cầu nguyện với Thánh Linh của Chúa, thần linh của Chúa cho chúng ta cái sự hiểu biết để chúng ta nhìn thấy được mọi con đường ngóc ngách mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta hay không? Vì Chúa thần linh ở trong chúng ta là đấng ban cho chúng ta sự hiểu biết. Rất là nhiều người bị thất bại. Vì sao à? Thiếu sự hiểu biết. Kinh Thánh đã từng ghi lại cho chúng ta biết rằng dân sự của ta bị diệt vì thiếu sự hiểu biết, vì thiếu sự thông biết. Và họ tự té vào cái bẫy mà chính người khác đã lập cho mình. Nhưng một người nếu mà bước đi với Chúa, nhờ cậy được thân linh của Chúa, thì Chúa sẽ ban cho họ có sự hiểu biết mà họ sẽ không bao giờ té và vấp vào những cái bẫy người khác lập cho mình. Amen không? Chúng ta thấy ngày hôm nay như vậy đó. Càng về sau cuối, chúng ta cần phải thánh linh của Chúa hành động cho chúng ta, thần linh hiểu biết của Chúa cho chúng ta ơn của Ngài để mỗi ngày chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài cất nhắc hơn ở trong mỗi cái cuộc đời của chúng ta khi chúng ta bước đi với Chúa. Hãy nói với người bên phải, hãy nói với người bên trái của chúng ta đó là gì? Xin Chúa Ngài ban cho chúng ta thần linh của sự hiểu biết. Đôi lúc chúng ta cầu nguyện, Chúa ơi xin Ngài giúp cho con điều này, Chúa ơi xin Ngài giúp cho con điều kia, Chúa ơi xin Ngài ban phước cho con điều này, Chúa ơi Ngài ban phước cho con điều kia. Nhưng có bao giờ mình cầu nguyện với Thánh Linh của Chúa, Thánh Linh là đấng ban cho mình sự biết, đó là Thánh Linh ơi xin Ngài bày tỏ cho con có nên làm điều này hoặc là làm điều kia hay không? Mình phải cầu nguyện đích danh rõ ràng như vậy luôn. Vì chính Thánh Linh của Chúa là đấng ban cho mình sự hiểu biết. Amen. Thật là tuyệt vời khi chúng ta có một cái người gọi là người cố vấn cho chúng ta. Đó chính là gì? Đức Thánh Linh. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta đường đi nước bước nếu chúng ta có một đấng cố vấn cho chúng ta. Vậy nguyên tắc Kinh Thánh ghi lại trong cái điểm đầu tiên này cho chúng ta biết thế nào à? Đó là gì? Đó là một người mà muốn được thành công, người đó cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ban cho họ có sự hiểu biết. Chứ chúng ta không phải cầu nguyện cho chúng ta có mối quan hệ. Chúa không cầu, chúng ta không cầu nguyện Chúa ơi hãy cho con có mối quan hệ với người này người kia. Hoặc là chúng ta không cầu nguyện Chúa ơi hãy cho con có trình độ tri thức, hoặc là chúng ta con có sự giàu có. Nhưng cốt lõi của mọi vấn đề ở đây đó là gì? Xin Chúa Thánh Linh Ngài ban cho con thật sự hiểu biết. Lúc nào là vàng lên để mua, và lúc nào vàng xuống không mua. Thí dụ là như vậy đó. Có nghĩa là đối với chúng ta thấy rằng có rất là nhiều người bị vấp, bị thất bại khi mà đất đai nhà cửa lên. Họ đầu tư rất là nhiều, họ vay tiền ngân hàng, họ đầu tư vào đó, họ nghĩ rằng họ đã có thể thắng được cái gọi là cái việc đó. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy rằng bây giờ rất là nhiều người họ phải lâm nợ, phá sản. Vì sao à? Đầu tư sai, vì họ không có sự hiểu biết. Hãy nhớ, việc toán liệu thuộc về loài người, nhưng sự đáp lời của lưỡi do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Amen không ạ? Mưu sự tại nhân, thành sự thì tại thiên. Vậy tại sao mình không cầu nguyện Chúa Thánh Linh Ngài ban cho mình cái sự hiểu biết để chi? Để mình bước một bước cao hơn. Amen không ạ? Mình biết rồi đó. Điểm thứ nhất đó là cầu xin Thánh Linh Chúa Ngài ban cho mình cái sự hiểu biết. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ở Gióp, ta ghi lại cho chúng ta trong câu 32, đoạn 32 câu thứ 8, đó là nhân chính Thần Linh ở trong loài người là hơi thở của Đức Thần Linh đó mới ban cho chúng ta sự hiểu biết. Tuyệt vời, tuyệt vời lắm quý vị. Hãy cầu nguyện với Thánh Linh Chúa: Chúa ơi, hãy ban cho con có sự hiểu biết. Quý vị ơi, khi quý vị cầu nguyện như vậy á, thì Chúa sẽ ban cho vị một cái sự hiểu biết siêu nhiên, một sự hiểu biết siêu phàm. Cách đây không lâu tôi đi ra ngoài chỗ xin suối Hồ, và Chúa cho hai vợ chồng tôi tiếp xúc với một mục sư tên là Hãng A Sa ở Buôn Làng. Ông được mới học hết lớp 5 thôi, nhưng mà hai vợ chồng chúng tôi ngồi mà nghe ông kể lại những cái câu chuyện. Vợ tôi nói: wow, cái ông này ông quá khôn luôn. Ông rất là thông minh, ông rất là khôn, mà không hiểu lý do tại sao ông khôn. Ở đây đâu vậy? Đó là ông biết trong ông có Thánh Linh của Chúa, có Thánh Linh mới ban cho ông sự hiểu biết đó. Tuyệt vời. Và ông là một người sắc tộc Hờ Mông, mà Chúa dùng ông để biến đổi cộng đồng cả bản làng đó để làm du lịch. Nếu ai đã từng ra xin suối Hồ thì Huy sẽ tìm hiểu về mục sư Hãng A Sa, Huy sẽ thấy. Điều thứ hai tôi muốn gửi đó tới người Chúa đó là gì? Đó là tâm linh của mình chính là ngọn đèn. Hãy đặt tay phải của mình lên ngực trái của mình mà nói: tâm linh của mình chính là ngọn đèn. Amen. Bây giờ ha, chúng ta cùng dở ra Châm ngôn đoạn 20 câu 27. Châm ngôn đoạn 20 câu 27 ghi thế này: tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Sê-hoa, dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người. Tâm linh của con người là ngọn đèn của Đức Sê-hoa, dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người. Người ta nói nơi sâu thẳm nhất không phải là biển đại dương. Nơi nào sâu người ta có thể đo được, nhưng mà lòng người là sâu thẳm nhất người ta không thể đo được. Lòng người rất là sâu thẳm và không thể đo được. Nhưng mà lời Chúa ở đây ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Tâm linh con người là ngọn đèn Đức Sê-va, dò thấu các nơi bí ẩn của lòng người. Cái lòng người ta bí ẩn thế nào thì tâm linh của con người đó sẽ có thể dò được. Vì sao à? Trong nơi sâu thẳm đó, tâm linh con người là ngọn đèn của Chúa có thể soi rọi tất cả mọi cái ngóc ngách nào ở trong cái tấm lòng người đó. Thì suy nghĩ về cái câu chuyện thánh này, mình sẽ thấy rằng sao à? Vậy để giải thích và nhìn thấy được lòng người ta đó thì mắt thường không thấy được. Một ngày kia tôi bị gọi là lũng màng nhĩ. Thì ở ngoài tiệm mà cắt tóc á, nó có dịch vụ ráy lỗ tai. Người ta cũng lấy đèn người ta soi, nhưng mà nó chỉ đến một cái chỗ nào đó để móc ráy thôi. Nhưng mà để soi màng trong, gần là màng nhĩ trong, màng nhĩ ngoài á, thì không thể soi được. Thì tôi đi vào bệnh viện, người ta có những thiết bị. Những thiết bị đó sẽ có đưa vào bên trong, mà ở đó nó có những cái gọi là những cái đầu của thiết bị đó, nó sẽ có những cái đèn. Và từ đó nó dẫn tín hiệu ra máy, và người ta soi vào lỗ tai bên trong, gọi là màng nhĩ trong á, thì người ta sẽ thấy được ở trên màn hình cái lỗ tai mình thế nào. Rồi có những cái trường hợp là mình bị gọi là, có một kỳ tôi bị loét bao tử, và tôi đi vào bệnh viện Thống Nhất. Thì tôi phải đi gọi là, người ta kêu nội soi á, thì người ta đẩy một cái dây từ ở trên đây họng của họng tôi chảy xuống, ở trên đó nó có những cái đèn. Nó có đèn bắt đầu nó soi để nó chụp hình lại tất cả những ngóc ngách ở trong cái đường ruột của tôi. Nó đi vào thẳng bên trong để xem như thế nào luôn. Và người ta đưa ra một cái biểu đồ, là người ta đưa ra các chi tiết để cho mình biết được rằng thế nào à. Đó là cái bao tử mình bị tình trạng thế nào. Con người và hiện nay hiện đại như vậy đó. Con người ngày hôm nay hiện đại như vậy đó. Họ có thể dùng những thiết bị tối tân để soi rọi ở trong cái nội lục phủ của bạn mình. Nhưng mà lòng người thì cho đến bây giờ không có một thiết bị nào đo được hết. Tại vì Xin lỗi nha, lòng người nó khác bộ đồ lòng. Lòng người nó khác đồ lòng, bộ đồ lòng nó khác à. Bộ đồ lòng là lục phủ ngũ tạng gì đó, nhưng mà cái lòng người là mình nói con người mình có lòng, nhưng mà sao à, mình tìm ở trong đây không có cái lòng nằm chỗ nào hết trơn á. Và không thấy được thì làm sao có thiết bị đo. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời Chúa cho chúng ta biết trong lẽ thật này đó là gì? Tâm linh con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các lời bí ẩn của lòng người. Vậy khi mình muốn làm một việc gì đó thì cái lòng của mình, cái lương tâm của mình nó sẽ tự cáo trách. Tôi có một cái điều mà nó đòi hỏi tôi trong quá trình thời gian đi với Chúa. Có đôi lúc có người thường dùng một cái gọi là ta kêu là giác quan thứ 6 là linh tính á. Và nếu mình muốn làm một việc gì đó mà tự nhiên lòng mình cảm thấy nó bất an, mình cảm thấy nó hồi hộp, mình cảm thấy nó sợ hãi, thì điều đầu tiên tôi khuyên quý vị đó là gì? Tạm dừng lại. Vì đó là lòng của chúng ta đang cho chúng ta biết có những cái điều nguy hiểm sắp xảy ra. Có những nơi mà kẻ thù đang rình đập, nó muốn đánh đổ chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta phải dừng lại. Vì sao à? Trong linh tính của chúng ta, lòng chúng ta đã cáo trách chúng ta, cho chúng ta cảnh báo biết trước. Và tôi đã từng mất rất là nhiều tiền vì ngoan cố để theo làm theo cái lòng mình chứ không phải lòng Chúa. Mình nghĩ rằng nó là những cái gì đó, nó chỉ là giống như là cảm tính thôi. Nhưng mà sau đó tôi quyết định tôi làm và tôi thất bại. Cho nên để biết được lòng một ai đó thì sao à? Chỉ có một cách là tâm linh tánh của Chúa, thánh linh của Chúa mới có thể biết lòng người ta. Vua Darius nghĩ cái gì? Daniel không biết. Vua Pharaoh nghĩ cái gì? Joseph không biết. Nhưng khi thần linh của Chúa bày tỏ cho Joseph, Joseph kể giấc mơ, nói ra những giấc mơ và những sự bày tỏ của Chúa cho vua Pharaoh thì sao à? Cuộc đời của Joseph được thay đổi. Chúng ta muốn được tiến thân hơn, chúng ta muốn được cứng nhắc hơn, chúng ta muốn được phước hạnh hơn. Không phải là chúng ta làm bằng sức lực của mình. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, thậm chí làm luôn kể cả ngày Chủ nhật luôn. Chẳng được thêm cái gì cả. Đùng một cái bệnh một phát, hết sập sành xanh luôn. Mình suy nghĩ đúng không? Nhưng mà khi mình đọc lời của Chúa, mình dường như mình thấy rằng dường như tất cả mọi điều không thể nào làm được. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời dò thấu các nơi bí ẩn đó, Ngài có thể làm. Và kinh thánh gì là lòng của vua ở trong tay Chúa, Ngài muốn thay đổi nó. Ngài muốn thay đổi nó như thế nào? Đó là quyền của Chúa đó. Đức Chúa Trời có mọi cách. Đức Chúa Trời có mọi cách để làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Và xin Chúa nhiều giúp đỡ cho chúng ta, để thần linh bên trong chúng ta nhìn thấy những góc tối, những cái gì đó mà muốn làm hại chúng ta, thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự hiểu biết. Thần linh của Chúa ở trong chúng ta để chi? Cho chúng ta hiểu biết và chúng ta vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đó. Amen không ạ? Vậy mình hãy cầu nguyện sao à? Hãy cầu nguyện: Thần linh ơi, Thánh linh ơi, xin Ngài thêm nữa cho con, thêm cho con sự hiểu biết, thêm cho con sự soi dẫn. Có nhiều người thất bại ở trong tài chánh. Tại vì sao à? Tại vì họ thiếu sự hiểu biết. Có nhiều người thất bại trong tài chánh sao à? Tại vì họ bị vấp vào cái bẫy người khác đã gài. Có nhiều người thất bại trong hôn nhân. Vì cớ sao à? Vì cớ đôi lúc tưởng là người đó thương mình và mình kết hôn với họ, nhưng sau khi lấy chồng rồi họ bị vỡ mộng hết. Vì mình không hiểu được lòng của người yêu mình. Rất là nhiều, rất là nhiều. Tôi muốn nói đây để cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy hết tất cả mọi sự. Và Ngài là đứng ban cho chúng ta. Mà khi mình cầu nguyện không phải mình cầu nguyện Chúa ơi, xin Ngài ban phước cho con, Chúa ơi xin Ngài đổ phước cho con. Nhưng mà mình khôn hơn, ngoan hơn nữa, mình hiểu biết hơn nữa là mình phải nói đức danh: Thánh Linh ơi, xin Ngài ban cho con sự hiểu biết. Thánh Linh ơi, xin Ngài ở cùng với con. Thánh Linh ơi, xin Ngài cho chúng con phân biệt mọi điều, để điều nào con làm và điều nào con không nên làm. Cầu nguyện như vậy đó quý vị, rõ ràng luôn, để mình nhận lấy những cái phước hạnh Chúa ban cho chúng ta. Điều thứ ba đó là gì? Thần linh ngay thẳng. Trong Thi thiên đoạn 51 câu số 3 ghi thế này: Thi thiên 51 Thi thiên 51 câu số 10 ghi thế này: Đức Chúa Trời ơi, xin dựng nên trong con một lòng ngay thẳng và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Đức Chúa Trời ơi, xin dựng nên trong con một tấm lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Hai điều mà tôi muốn nói đây đó là gì? Thứ nhất, tấm lòng trong sạch và tâm linh ngay thẳng. Tấm lòng trong sạch có nghĩa là gì? Nó không có mưu mô, nó không có mưu trước, nó không có tính toán lọc lừa hại ai cả, nhưng nó phải được sao à? Trong sạch. Và thứ hai là gì? Tâm linh ngay thẳng. Nó phải rõ ràng, nó không có luồn lách lươn lẹo, nó không có sự khôn ngoan lọc lừa theo cách loài người. Nhưng mà khi David đã cầu nguyện với Chúa nói gì? Chúa ơi, hãy ban cho con một tấm lòng trong sạch và một thần linh ngay thẳng. Tại sao? Nếu chúng ta liên kết đoạn Kinh Thánh này trong đoạn 51 thì David là một người cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ khôn ngoan, cực kỳ yêu mến Chúa. Nhưng đôi khi trong cuộc đời của ông á, ông cũng không phải là người tốt. Tại sao tôi nói điều đó? Một ngày kia Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết, ông đi lên mái nhà thì ông thấy một người phụ nữ rất đẹp. Người phụ nữ tên là Bathsheba. Tôi không biết bà đẹp giống như hoa hậu hay không, nhưng mà ông cảm thích và ông muốn chiếm trọn người phụ nữ này. Nhưng mà khi mà ông tìm hiểu lý do đó và nguyên nhân đó, thì người phụ nữ này đã có chồng. Sau đó ông tìm cách để chiếm hữu người phụ nữ này xong, và ông lại phát hiện chồng của người phụ nữ này chính là tướng của mình, tên là Uri. Và ông đã dùng cái sự khôn ngoan của mình bằng những cái phương cách đó là gì? Khi mà trận chiến xảy ra, đẩy cái ông chồng của bà này đi ra ngoài trận chiến để chi? Để cho kẻ thù giết để ông hợp pháp để sống với bà Bathsheba. Là một vị vua, là một người yêu mến Chúa, là một người hết lòng với Chúa, nhưng có đôi khi lòng ông không có trong sạch. Ông mưu mô tính toán ông tìm mọi cách để chi? Để chiếm những gì của những gì mà của những người không phải sở hữu của mình trở nên của mình. Và chính vì lẽ đó Đức Chúa Trời đã sao à? Sửa dạy ông. Quý vị ơi, chúng ta muốn được thăng tiến trong nước trời, chúng ta muốn bước đi hơn nữa trong nước Chúa, chúng ta muốn được Đức Chúa Trời người dùng hơn, thì chúng ta phải có một gì? Lòng trong sạch và thần linh của sự ngay thẳng. Amen không ạ? Mình phải có thần linh của sự ngay thẳng. Mình không lừa thầy phản bạn, không gọi là không dùng mưu mô xảo quyệt để hạ bệ bất cứ ai. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta trong buổi sáng nay đó là gì? Hãy cho con có tấm lòng trong sạch và tâm linh ngay thẳng, thì mình sẽ nhận lấy phước hạnh Chúa ban cho mình. Joseph là một người Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết, ông có tấm lòng trong sạch và tâm linh ngay thẳng. Một chàng tuổi trẻ hơn 17 tuổi bị bắt làm nô lệ, và khi mà bước chân vào nhà của Phô-ti-pha, lại là vợ tôi Phô-ti-pha thích cái chàng thanh niên này, mà vì tấm lòng ngay thẳng cuối cùng sao à? Ông bị vu oan và bỏ vào ngục. Nhưng mà tại ngục tù đó, Đức Chúa Trời đã cất dắt ông trở nên một vị tể tướng. Amen không ạ? Khi chúng ta đọc lẽ thật này thì chúng ta thấy rằng Chúa ơi, hãy cho con có một tấm lòng trong sạch và một tâm linh ngay thẳng, để con có thể được Đức Chúa Trời dùng tốt hơn cho vương quốc Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta quyết định làm theo điều này, tôi bảo đảm quý vị rằng trong lời của Chúa đó là Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Amen không ạ? Hãy tập mình với Chúa. Chúa ơi, hãy cho con có thần linh ngay thẳng của Chúa. Trước đây con làm thế nào con không biết, nhưng mà bây giờ con có Chúa rồi, con sẽ tập, con sẽ sống một cách ngay thẳng. Con sẽ không nói dối nữa, con sẽ không đi qua nữa, con sẽ không sống theo cách hồi xưa cho con sống nữa, nhưng mà con sống theo lời của Chúa, để con tin rằng Đức Chúa Trời cất nhắc ban phước cho con. Xin Chúa Ngài cho mình tấm lòng trong sạch. Lời Chúa ghi lại cho chúng ta biết rằng khá giữ tấm lòng con hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Tấm lòng mình quyết định cái nguồn mình nhận được, cái sự sống nó nhận được từ tấm lòng của chúng ta, chứ không phải từ người ta. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Quý vị ơi, hãy làm những gì Chúa dạy, để chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời là tốt lành, để Ngài ban phước cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Hãy suy nghĩ những lẽ thật này để lẽ thật giải phóng cuộc đời của chúng ta. Và có đôi lúc mình đối diện với hoàn cảnh đó, mình sẽ quyết định là bây giờ mình phải làm thế nào. Bây giờ nếu mà giờ con làm theo ý Chúa đây nè thì con sẽ gọi là thiệt thòi, con sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng quý vị ơi, tôi muốn quý vị làm buổi sáng hôm nay đó là khích lệ quý vị, đó là hãy cầu nguyện với Chúa và nói rằng con muốn làm theo sự ngay thẳng, theo sự công chính, ngay thẳng trước Đức Chúa Trời, để con tin rằng Đức Chúa Trời có cách để Ngài giải cứu con. Amen. Chúa có mọi cách. Trong việc buôn bán chúng ta phải ngay thẳng, không có dùng hai trái cân, không có dùng hai trái cân, phải nó phải, không nó không. Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với chúng ta nếu chúng ta ngay thẳng. Và điều cuối cùng tôi gọi thánh đó là gì? Trong Daniel là 4 câu 8, sau cùng có Daniel gọi là bên tôi sát xa, theo tên vị thần của ta, vào chầu ta, người có linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở với mình, ta thuật chiêm bao ta cho người. Daniel có một thần linh thánh khiết, linh của sự thánh khiết. Quay qua người bên phải, bên trái nói với chúng ta linh của sự thánh khiết. Theo vị thánh khiết là gì? Thánh khiết là không có bị ô uế, không có bị lai tạp, không có bị ảnh hưởng bởi những bên ngoài. Nhưng mà cho dù bên ngoài có thế nào thì chính ông có một thần linh thánh khiết ở với ông. Và nếu chúng ta có cơ hội đọc sách tiên tri, đọc sách tiên tri Daniel thì thấy rằng cuộc đời của ông quyết định bước đi với Chúa. Dầu cho những cái thức ăn mà vua nấu cho những thần ngoại giáo, người ta phục vụ cho các thần từ của cúng hình tượng, nhưng mà ông sao ông quyết định là sao ăn những cái thức ăn mà không phải giống như bên vua Darius nó dùng, nhưng mà ông quyết định là ăn rau, ông kiêng ăn, ông hạ mình xuống một Chúa, nhờ cậy nơi Chúa. Ông quyết định là cuộc đời mình không có bị vấp phạm theo những gì giống như người thế gian. Và chính vì đó Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho ông. Sự thánh khiết của chúng ta cực kỳ quan trọng. Thanh niên ngày hôm nay, thiếu nữ ngày hôm nay, người lớn tuổi ngày hôm nay cần phải cầu nguyện Chúa ơi cho con có linh của sự thánh khiết. Nếu chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh, và nếu mà chúng ta có thời gian học về mô hình lều tạm David, thì chúng ta thấy đó là mỗi năm một lần thầy tế lễ cả, chỉ có một thầy tế lễ cả mới có thể đặt chân vào nơi chí thánh thôi, vì nơi đó là nơi cực kỳ thánh khiết. Và để vào nơi đó để cầu nguyện cho dân sự mỗi năm một lần như vậy á, thì người ta, ông đó ông phải làm, ông mài ephod và chung quanh ông phải có những cái chuông và sợi dây để đeo vào người của ông. Khi ông vừa bước chân qua khỏi cái màn để vào nơi chí thánh á, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết nếu giả sử ông phạm tội, ông chết ở trong đó, người ta làm gì? Có sợi dây kéo ra. Quý vị ơi, tôi không nói về luật pháp, nhưng mà tôi nói đây là nếu chúng ta muốn Đức Chúa Trời Ngài sử dụng cuộc đời chúng ta và Đức Chúa Trời cứng nhắc cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cầu nguyện để thần linh thánh khiết Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không ô uế trong suy nghĩ, chúng ta không ô uế trong hành động, thậm chí chúng ta không ô uế trong việc ăn những cái thức ăn. Rất là quan trọng cho chúng ta. Hãy nhớ, chúng ta cầu nguyện Chúa để cho Chúa cho chúng ta đừng ô uế trong suy nghĩ, trong hành động, và thậm chí những cái thức ăn mà chúng ta ăn mỗi ngày cũng không được ô uế. Ví dụ như thú vật chết ngợp, rồi huyết, rồi củ cúng hình tượng. Rồi trong suy nghĩ của chúng ta cũng vậy, cũng phải có một linh của sự thánh khiết. Thì ở đây cho chúng ta biết trong biếu 4 điều này, đó là xin Chúa Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng khi chúng ta có 4 điều này thì Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta một cái điều, đó là gì? Đã nên vượt hẳn hơn 2 vị thể tướng kia và các thống đốc, vì ông có thần linh siêu phàm. Hallelujah. Khi mình làm theo lời Chúa, mình sẽ có thần linh siêu phàm. Siêu phàm là giống như là gọi là không giống như người phàm nữa, có đúng không? Siêu phàm là không phải giống như người phàm, nhưng là một người siêu. Siêu là siêu nhân đó. Siêu nhân đâu không phải là bay giống như là có cánh bay hay là gì đâu, nhưng mà có những sự hiểu biết ở trong suy nghĩ của ông. Có những gì vượt bậc hơn những con người bình thường mà người ta không có, ông có. Và để kết thúc lạc bài buổi sáng này, tôi kích lệ hội thánh của Chúa. Có đôi khi chúng ta khổ một năm, có đôi khi chúng ta khổ 10 năm. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm theo lời Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ được biến đổi. Tôi nhắc lại, có khi chúng ta khổ một năm, có khi chúng ta khổ 5 năm, có thể chúng ta cầu nguyện nhiều lần rồi vẫn chưa thấy Chúa trả lời. Nhưng nó phải xảy ra. Tại sao à? Đây là điều Chúa hứa với chúng ta. Con hiền tin Chúa bao nhiêu năm rồi? 7 năm. Mặc dù biết Chúa là phước hạnh, nhưng mình có gặp những cảnh khổ không? Có. Vượt qua. Nhưng mà tôi muốn nói gì buổi sáng nay đó là gì? Joseph 13 năm. Ông bị làm gì? Bị bắt làm nô lệ, bị bắt vào tù. 63 năm Đức Chúa Trời cất nhắc ông lại trở nên một tể tướng. Thời gian không định đoán cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ phải như vậy hoài. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục ở trong Chúa, làm theo lời Chúa, đi theo đường lối Chúa, quyết giữ cuộc đời mình ở trong Chúa, và nương cậy Thánh Linh của Chúa Ngài ban ơn cho chúng ta, quyết định sống theo ý muốn của Ngài, thì chính Thánh Linh Ngài sẽ ban cho chúng ta sự hiểu biết. Chính Thánh Linh của Chúa Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Chính Thánh Linh của Chúa Ngài ban cho chúng ta những sự đầy trọn của một ai đó. Và Ngài có mọi cách để Ngài ban phước cho chúng ta. Hallelujah. Bây giờ chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện trong giờ này. Chúa ơi, xin Ngài ban phước cho chúng con trong lời của Chúa. Hãy cầu nguyện cho chính mình. Hãy tra xét lòng của mình trong những ngày qua mình bước đi với Chúa. Có đôi lúc mình không tin cậy Chúa, mình không sống theo lời của Chúa, mình nhờ cậy sự khôn ngoan của mình, mình nhờ cậy sự quan hệ của mình, mình nhờ cậy học thức địa vị của mình. Nhưng buổi sáng nay tôi tha thiết kêu gọi con dân của Chúa, đó là hãy nhờ cậy thần linh của Ngài. Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa bài hát xin ban cho con Thánh Linh của Ngài. Xin gia thêm Thánh Linh của Ngài trên cuộc đời của chúng ta, vì các nguồn sự sống của chúng ta do tấm lòng chúng ta mà ra. Nhưng mà buổi sáng nay lời Chúa cũng khích lệ cho chúng ta, đó là chính Thánh Linh của Chúa là đứng ban cho chúng ta sự sống, ban chúng ta hơi thở, dò xét lòng của mọi người. Thánh Linh Chúa đó sẽ giúp đỡ cho cuộc đời của chúng ta. Tôi muốn tất cả mọi người chúng ta ngay vậy là dành ít phút để hát thờ phượng bạn. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.